26714 này. Xe này có chở lửa nhà loa nhà anh. Hôm em chuyển là mấy triệu nhỉ? 2,5 triệu. Ờ, 2,5 triệu đúng không? Anh xem lại đi, xem lại cái tài khoản của nó đăng ký. Chắc thế.
Vâng, cảm ơn anh nhá. Rồi, chào anh nhá. Ok. Vâng, anh em về nhá. Vâng. Em về đây. Ok.